Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út chủ trì buổi lễ trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại trường mầm non Anh Việt, phường 6, thành phố Tân An. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út trao quyết định thưởng nóng cho 5 tập thể công an, gồm phòng 5, Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an, phòng 6, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An và Công an thành phố Tân An. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út ghi nhận và biểu dương thành tích của các tập thể công an đã có sự phối hợp nhanh chóng, quyết liệt trong vụ bắt đối tượng bắt cóc để giải cứu cháu bé. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan, điều tra vụ việc, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào ngày 2 tháng 10, ngay sau khi nhận được thông tin vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại trường mầm non Anh Việt, phường 6, thành phố Tân An, Công an tỉnh Long An đã phối hợp với các đơn vị công an giao cuộc điều tra. Sau khi xác định nghi phạm đi trên ô tô cùng bé gái bị bắt cóc chạy về hướng thành phố Hồ Chí Minh, nên Công an tỉnh Long An đã báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an Đồng Nai phối hợp chặn bắt. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được thông tin nghi phạm đi theo hướng quốc lộ 20 về tỉnh Lâm Đồng nên đã bố trí lực lượng chốt chặn bắt giữ được đối tượng. Tối cùng ngày, Công an Long An cùng gia đình đã đến khách sạn và đưa bé gái trở về an toàn. Sau vụ việc bắt cóc tống tiền trẻ em tại tỉnh Long An, bài học cảnh tỉnh đưa ra đối với các bậc phụ huynh và thầy cô nhà trường là cha mẹ nên đưa đón trẻ trực tiếp. Nếu không đưa đón trẻ được thì phải đăng ký cụ thể thông tin, hình ảnh, số điện thoại của người được ủy quyền đưa đón trẻ. Giáo viên không giao trẻ cho người lạ khi chưa có thông báo của phụ huynh. Tuyên truyền phụ huynh không nên cho trẻ đeo nữ trang, mang tiền điện thoại khi đến trường để phòng tránh việc người lạ tra trộn vào thời điểm đông người, gây mất an toàn cho học sinh. Thường xuyên kiểm tra camera an ninh trong trường để phát hiện camera nào bị hỏng, những góc khuất chưa hoặc không thể quan sát phải chỉnh sửa kịp thời. Chuyển sang một số thông tin khác. Đoàn giám sát do trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An, Nguyễn Thị Hồng Phúc làm trưởng đoàn có buổi giám sát về việc thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đức Huệ. Trong thời gian qua, nhờ tiếp cận kịp thời các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của nhà nước, nông dân Đức Huệ từng bước áp dụng những phương pháp sản xuất mới, hiệu quả và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu. Thực hiện chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đức Huệ xây dựng vùng chăn nuôi bò thịt ứng dụng công nghệ cao với tổng đàn hơn 9.000 con, đạt 101,5% nghị quyết và xây dựng vùng trồng chanh ứng dụng công nghệ cao đạt 30% nghị quyết. Thông qua giám sát, Ban Kinh tế Ngân sách tỉnh sẽ đề xuất kiến nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng có giải pháp điều chỉnh, bổ sung phù hợp, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp. Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thượng tá Đặng Hoàng Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến huyện Châu Thành kiểm tra công tác xét duyệt chính sách miễn, tạm quản và tiêu chuẩn thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024. Năm 2024, huyện Châu Thành được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 135 công dân nhập ngũ làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 1% đảng viên. Về học vấn phải tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên trong tổng số hơn 4.700 nam công dân trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự của huyện. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu huyện Châu Thành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, luật nghĩa vụ quân sự, các thông tin của Bộ Quốc phòng, quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và các chính sách, pháp luật khác có liên quan. Liên đoàn Lao động huyện Cần Duộc tổ chức hội nghị sơ kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn quý 3 năm 2023. Trong quý 3 năm 2023, các hoạt động thi đua xây dựng công đoàn cơ sở luôn vững mạnh, phát triển công đoàn viên, vận động công nhân viên chức người lao động tham gia đóng góp quỹ tấm lòng vàng đạt 112% kế hoạch. Các hoạt động chăm lo cho công đoàn viên, công nhân viên chức lao động được quan tâm thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. Toàn huyện có gần 1.620 sáng kiến tham gia, đạt 1.145% chỉ tiêu tỉnh giao. Dịp này có 18 tập thể và 11 cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 do phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học năm 2022-2023. Xã Đức Tân, huyện Tân Trụ vừa tổ chức khởi công nâng cấp, mở rộng đường cầu Dừa. Công trình được thiết kế có tải trọng 6 tấn do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế xây dựng giao thông Nam Bộ thi công. Kinh phí xây dựng công trình hơn 5,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ hơn 4,8 tỷ đồng. Người dân trong khu vực và mạnh thường quân đóng góp trên 1,2 tỷ đồng. Tại vì mở cái đường này ra thì chúng ta rất thuận lợi. Thứ nhất là gì? Đi lại của người dân nó sẽ thuận tiện hơn. Rồi cái thứ hai nữa là cái vận chuyển hàng hóa của người dân qua cái khu vực này nó cũng thuận tiện nữa. Gia đình chú con đã hiến khoảng gần 200 mét vuông đất cặp theo lộ cầu Dừa. Đường cầu Dừa thuộc địa bàn hai xã Đức Tân và Nhật Ninh có chiều dài hơn 1.800 m. Năm 2022, đoạn đường cầu Dừa trên địa bàn xã Nhật Ninh đã được mở rộng 5 m. Nay huyện tiếp tục mở rộng, nâng cấp đoạn trên địa bàn xã Đức Tân với chiều dài gần 1.000 m để đồng bộ hệ thống giao thông. Để phát triển và đồng bộ hạ tầng giao thông, Long An có hai vấn đề khó khăn nhất, đó là nguồn vốn đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng. Ước tính giai đoạn 2021 đến năm 2030, tổng nhu cầu nguồn vốn thực hiện các công trình giao thông trọng điểm đột phá của tỉnh ước tính hơn 78.000 tỷ đồng. Trong đó tổng vốn đầu tư đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua đỉnh Long An hơn 48.000 tỷ đồng, quốc lộ 50B hơn 18.600 tỷ đồng. Những con số trên cho thấy tỉnh cần nguồn lực rất lớn để phát triển hạ tầng giao thông. Do đó, việc huy động tối đa và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế để cùng ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh là vô cùng quan trọng. Thưa quý vị, thời gian qua, huyện Tân Hưng huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ. Qua đó, từng bước tạo thành mạng lưới giao thông thông suốt, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân và quá trình phát triển kinh tế. Đây là tuyến đường Cả Nga - Cà Na được trải nhựa nối liền hai xã Vĩnh Lợi và Vĩnh Thạnh với chiều dài trên 3 cây số, tổng mức đầu tư trên 23 tỷ đồng. Tuyến đường này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông các ấp của hai xã và tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân lưu thông dễ dàng so với trước đây. Cũng 9-10 năm về trước là mới làm lộ thì dân vất vả lắm. Coi như đi một lần nếu đi lên chợ con em đi học rồi đó. Khó khăn mưa tới thì thôi vô phương rồi. Nhưng kể từ ngày được nhà nước quan tâm là lo cái đoạn đường này nó khang trang vậy đây, bà con nói chung là rất là mừng. Thì trong quá trình thi công thì nhà nước nhân dân cùng làm, nhà nước đầu tư công trình và nhân dân thực hiện hiến đất để thi công công trình. Thi công xong thì công trình nó mang về khang trang cho địa phương cũng như là phát triển cái bộ mặt trong thông mới của xã. Huyện Tân Hưng đang đầu tư 4 công trình hạ tầng giao thông kết nối các ấp với vốn đầu tư gần 65 tỷ đồng, gồm các tuyến đường Cả Nga - Cà Na, đường kênh Địa Diệt, xã Hưng Thạnh, đường Bờ Bắc, kênh Cái Bắc, xã Hưng Điền và Thạnh Hưng. Đến nay đã hoàn thành 2 công trình với vốn trên 22,5 tỷ. Việc đầu tư các công trình hạ tầng nông thôn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng tính kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp công tác, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Vĩnh Hưng đã và đang thực hiện hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ trong các tầng lớp nhân dân nhằm ngăn ngừa và làm giảm tai nạn giao thông. Theo đó, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường từ thị trấn Vĩnh Hưng vào địa bàn xã Thái Trị. Tổ tuần tra để kiểm tra hơn 30 phương tiện tham gia giao thông đã phát hiện lập biên bản xử phạt 5 trường hợp có nồng độ cồn vượt quá quy định, tạm giữ 5 phương tiện xe máy và tịch thu 5 giấy phép lái xe. Trong quá trình kiểm tra, cùng với xử phạt vi phạm giao thông, các cán bộ chiến sĩ kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, không sử dụng bia rượu khi tham gia giao thông. Trong 9 tháng năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Bến Lức cũng đã phát hiện xử lý khoảng 1.640 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, tăng gần 140% so với cùng kỳ. Những ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện tăng cường các ca tuần tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, song song với đợt tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện đã và đang tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn từ nay đến cuối năm 2023 đối với tất cả các phương tiện. Liên quan đến thông tin giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo nếu lớp có học sinh không tham gia môn tự nguyện thì trường không được xếp lịch môn tự nguyện vào giờ chính khóa. Theo đó, nhà trường không được gây quá tải, không được ép học sinh tham gia, không được xếp lịch các hoạt động giáo dục tự nguyện vào giờ học chính khóa nếu trong lớp học có những học sinh không có nhu cầu đăng ký tham gia. Việc sắp xếp cần linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng trường, số lượng đăng ký của học sinh từng lớp để tạo điều kiện thuận lợi cho người học, nhưng phải bảo đảm không ảnh hưởng đến các học sinh khác. Đối với những học sinh không đăng ký, nhà trường có thể sắp xếp cho học sinh tham gia các câu lạc bộ, hoạt động khác phù hợp do giáo viên nhà trường thực hiện trong cùng khung giờ. Ngày 4 tháng 10, nhà chức trách Thái Lan đã đưa ra 5 cáo buộc hình sự, bao gồm cả tội giết người có chủ ý đối với 5 nghi phạm 14 tuổi trong vụ nổ súng tại trung tâm thương mại Siam Paragon ở thủ đô Bangkok chiều 3 tháng 10. Các cáo buộc khác bao gồm âm mưu giết người, sở hữu súng trái phép, mang súng trái phép ở nơi công cộng và xả súng ở nơi công cộng. Theo truyền thông Thái Lan, nghi phạm đã bị cảnh sát thẩm vấn trong vài giờ, sau đó được đưa đến Tòa án Gia đình và Vị thành niên Trung ương để xin chấp thuận giam giữ thêm trong khi cuộc điều tra tiếp tục. Đại diện Tòa án Tư pháp cho biết, theo luật, cảnh sát có thể giam giữ nghi phạm là trẻ vị thành niên trong 24 giờ để thẩm vấn lần đầu, sau đó nghi phạm phải được thả hoặc trình diện trước tòa. Tòa án sẽ xem xét các yếu tố liên quan để xác định liệu trẻ có nên bị giam giữ, trả tự do hay được giao cho các nhân viên làm công tác xã hội chăm sóc. Theo Bộ luật hình sự Thái Lan, trẻ vị thành niên từ 15 tuổi trở xuống được miễn hình phạt nếu phạm tội. Trong trường hợp tòa án tin rằng cha mẹ có thể chăm sóc người phạm tội thì có thể áp đặt các điều kiện đối với họ để đảm bảo rằng người phạm tội không tái phạm trong 3 năm. Ngoài ra, tòa án có thể đưa người phạm tội vào cơ sở giáo dục, trung tâm đào tạo hoặc trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần trong một thời gian do tòa án ấn định, nhưng chỉ đến khi người phạm tội đủ 18 tuổi. Hôm qua, Philippines đã quyết định dỡ bỏ mức trần đối với giá gạo vốn được áp dụng từ đầu tháng trước để hỗ trợ các hộ gia đình nghèo. Trong một tuyên bố, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết, kể từ ngày 4 tháng 10, nước này dỡ bỏ mức giá trần đối với cả gạo xay sát thông thường và gạo xay sát kỹ. Nhà lãnh đạo Philippines khẳng định đây là thời điểm thích hợp để dỡ bỏ việc áp trần giá gạo vì chính phủ đã có đủ nguồn cung cần thiết. Bên cạnh đó, chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ nông dân và người dân nghèo kết hợp với thúc đẩy cải cách lĩnh vực nông nghiệp. Đầu tháng trước, Philippines đã ấn định giá trần đối với gạo xay sát thường và gạo xay sát kỹ lần lượt ở mức 41 và 45 peso một ký. Đây là biện pháp nhằm bình ổn giá khi giá bán lẻ gạo đã tăng lên mức báo động do ảnh hưởng của các sự kiện trong và ngoài nước. Gạo là lương thực chủ yếu tại Philippines, nhưng nguồn cung trong nước không đủ để đáp ứng cho dân số khoảng 110 triệu người. Chiều 4 tháng 10, theo giờ Hà Nội, Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel hóa học năm 2023 với giải thưởng cao quý thuộc về 3 nhà khoa học người Mỹ với những nghiên cứu khám phá và tổng hợp các chấm lượng tử. Giải Nobel hóa học năm nay vinh danh 3 nhà khoa học Moungi Bawendi từ Viện Công nghệ Massachusetts, Louis Brus từ Đại học Columbia và Alexei Ekimov, người làm việc tại công ty NanoRisto Technology. Người làm việc tại công ty NanoRisto Technology ở Mỹ. 3 nhà khoa học này đã khám phá và phát triển các chấm lượng tử. Đây là những tinh thể siêu nhỏ được sử dụng trong công nghệ truyền ánh sáng với phạm vi ứng dụng rộng rãi, từ sản xuất màn hình TV đến các ca phẫu thuật tách khối u. 2 nhà khoa học Louis Brus và Alexei Ekimov đã tạo ra các chấm lượng tử một cách độc lập, trong khi nhà khoa học Moungi Bawendi tìm ra loại hóa chất giúp tạo ra các chấm lượng tử gần như hoàn hảo. Nobel hóa học là giải Nobel thứ 3 được trao trong mùa giải năm nay, sau giải Nobel y sinh và Nobel vật lý. Ngày 4 tháng 10, Alphabet, công ty mẹ của Google, đã chính thức cho ra mắt điện thoại thông minh Pixel 8 và đồng hồ thông minh thế hệ mới tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo. Với bộ đôi Google Pixel 8 và Pixel 8 Pro, Google đã nâng cấp dòng điện thoại Pixel với chipset mới Tensor G3. Con chip mới có nhiều tính năng công nghệ trí tuệ nhân tạo hơn, cho phép người dùng xử lý nhiều dữ liệu hơn trên thiết bị và điện toán đám mây. Tính năng trí tuệ nhân tạo cũng hỗ trợ việc chụp ảnh, tổng hợp các trang web, chặn các cuộc gọi rác. Dòng Pixel 8 Pro có thêm ứng dụng Thermometer để đo thân nhiệt, được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ cấp phép. Pixel 8 có RAM 8GB, trong khi Pixel 8 Pro tăng lên 12GB. Cả hai đều có khả năng chống nước và bụi, có sẵn tính năng mở khóa bằng vân tay và khuôn mặt. Mức giá khởi điểm cho Pixel 8 là 699 đô la Mỹ và Pixel 8 Pro là 999 đô la Mỹ, đắt hơn 100 đô la Mỹ so với các mẫu thế hệ trước. Bộ đôi này sẽ được lên kệ từ ngày 12 tháng 10. Ngoài điện thoại, công ty Alphabet cũng cho ra mắt đồng hồ Pixel Watch 2 với mức giá khởi điểm là 349 đô la Mỹ.